một cái cung nó hơi bị đối nghịch một chút xíu. Có thể bên trong lòng bạn á là nói rằng là ồ thiệt ra mình cũng không thích nó dữ lắm đâu, nhưng trong cái đầu bạn á, bạn cảm thấy ồ nhỏ nó thu hút ghê ha, thì bạn sẽ đi nghe theo cái đầu của bạn là ôi bạn thu hút quá à, tôi thích bạn quá à, tôi lỡ yêu bạn rồi, hay bây giờ mình quen biết nhau đi. Rồi song tử rất là dễ bị cảm nắng người khác. Xin chào tất cả mọi người, là Dia đây, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dia Tarot tâm sự cùng người lạ. Tà ra. Ok. Một tuần lại qua đó rồi và Dia đang ngồi đây cùng với các bạn để chúng ta gặp mặt nhau trong chuyên mục Linh Chuyện Tâm Linh. Thì tuần vừa rồi á, số thiệt là Dia thấy mọi người rất là ủng hộ cái tập Linh Tinh Chuyện Tâm Linh của Dia về 12 cung hoàng đạo luôn. Cho nên là tập lần này Dia cũng sẽ tiếp tục nói về Linh Tinh Chuyện Tâm Linh và về 12 cung hoàng đạo, nhưng 12 cung hoàng đạo khi yêu. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ khai thác về cái mặt là 12 cung hoàng đạo tụi nó sẽ như thế nào khi mà tụi nó yêu đương, khi mà tình yêu ghé và gõ cửa trong trái tim của 12 cung hoàng đạo thì từng con nó sẽ có cách phản ứng ra sao. Thì đi nghĩ đây là một trong những cái tip rất là hay để cho các bạn nào lỡ đâu các bạn đang có crush hoặc là bạn đang để ý một ai đó, thì bạn có thể dựa theo cái cung hoàng đạo của người đó để đoán là được xem là bạn đó đang nghĩ gì, bạn đó đang muốn gì. Và nói sơ một chút xíu là sao tôi nói là ngày nào tôi cũng cố gắng làm nhạt cái mặt thôi, nhưng mà ngày hôm nay cái mặt của tôi nó cũng rất là rất là má mì luôn. Nói chung là cũng làm sao cho nó hơi đi thỏa lên chút xíu, cái mình đeo vô cái mình làm giống như là má mì với mọi người. Ok rồi, vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Ok, bắt đầu đầu tiên với những nhóm cung là cung lửa, thì chúng ta đầu tiên có cung Bạch Dương nè. Thì cung Bạch Dương sẽ làm chủ ở tháng 4. Cung Bạch Dương là một cái cung vô cùng cứng đầu, cho nên rằng á là bạn sẽ hiểu nha. Một á là nó rất là cứng đầu, bạn nói cái gì á nó cũng cãi cho mà xem. Nên khi mà yêu cái người này á là người này sẽ thường rất là cứng luôn á. Bạn rất là khó để cưa đổ Bạch Dương. Bạch Dương là cái người đi cưa người khác nhiều hơn là được người khác cưa. Đó, đây là cái cá tính hết sức là đặc thù của Bạch Dương. Bạch Dương là đi cưa người ta chứ không có ai cưa Bạch Dương hết. Không phải là không có ai, nhưng mà Bạch Dương là Bạch Dương không có ưa để cho người ta cưa. Đó. Tiếp là Bạch Dương là những cái người á đi theo cái chủ nghĩa giống như là hơi bạo lực một chút xíu, bởi vì nó nóng tính và đôi khi Bạch Dương thì hơi cọc cằn và thô lỗ nữa. Nhưng mà Bạch Dương không phải là một người quá là có cái khiếu ăn nói, cũng như là quá là có cái khiếu để tranh luận về một cái vấn đề gì đó, cho nên là kiểu giống như là một khi ngôn từ đã bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi á. Thì Bạch Dương sẽ thường dùng cái cách là bạo lực một chút xíu để xử lý các cái câu chuyện, và nhất trong những cái mối quan hệ nữa thì thường những cái người mà những cái bạn nam Bạch Dương á sẽ có cái xu hướng bạo lực tình dục nhiều hơn là những người thuộc những cái cung khác. Tiếp tục ha, thì Bạch Dương là một cái cung cũng khá là thú vị, bởi vì bạn ấy đủ mát, bạn ấy đủ dũng cảm và bạn ấy đủ cái sự thẳng thừng để khi mà lỡ rồi bạn có yêu Bạch Dương á, bạn có tỏ tình thì Bạch Dương cũng sẽ cho bạn biết ngay đâu tao không thích mày. Còn nếu mà bạn để được một Bạch Dương để ý thì bạn ấy cũng sẽ rất là dũng mạnh, bạn ấy sẽ rất là kiên trì tán đổ bạn tới cùng luôn. Cho nên chắc chắn là nếu mà bạn gặp Bạch Dương là thế nào số bạn cũng lên hương, do là Bạch Dương là một người biết cách ứng xử. Chỉ có một cái là đôi khi hơi trẻ trâu một chút xíu thôi mọi người. Ok. Rồi, cái cung tiếp theo của cung hoàng đạo nhà lửa đó chính là cung sư tử. Thì sư tử là cung hoàng đạo làm chủ trong tháng 8. Cung sư tử, khi mà chúng ta nói tới sư tử chúng ta cứ nghĩ đến vua của muôn loài đúng không? Nhưng mà không, sư tử thì chúng ta phải nhớ một cái là sư tử, cái cách săn mồi của sư tử đó chính là nằm chờ thời. Sư tử sẽ núp trong lùm và sư tử đợi con mồi đi ngang qua và sư tử sẽ vô lấy. Cho nên đó là những cái bạn sư tử cũng có cái cách tán tỉnh cái kiểu đó. Bạn ấy không bao giờ nói ra 100% sự thật trong lòng của bạn ấy nghĩ gì đâu, mà sư tử sẽ cho bạn một cái cơ hội thì kiểu là để cho bạn biết là sư tử đang để ý bạn đó, để cho con mồi của sư tử phải khiếp sợ thì kiểu ôi tao đang để mắt tới mày đó, hey you đó, dầm dạng như vậy. Và rồi sư tử sẽ đợi thời cơ để rồi sư tử sẽ tung ra chiêu thức để một chiêu thức đó cưa đổ bạn luôn. Nhưng mà thường á, các sư tử sẽ thêm một cái tính, đó chính là một khi mà bạn đã làm chủ được sư tử á nha, sư tử bỗng nhiên sẽ trở thành một con mèo, sẽ hiền khô luôn á. Sư tử sẽ rất là dễ bảo, dễ sai khiến. Và rồi thì sư tử có thêm một cái nữa là hơi sợ bồ bịch theo kiểu như là nếu mà bạn là bồ của sư tử đúng không, bạn nói gì sư tử cũng nghe, nếu mà bạn đủ lực nha. Tiếp, sư tử hơi nhìn bên ngoài thì có vẻ là một cái con vật to lớn, nhưng mà sư tử là một trong những người khi yêu rất là hay tự ái. Sư tử cực kỳ hay tự ái luôn, cho nên là nó là cũng chính là cái đứa mà rất là khó nói ra là tao thích mày, tao yêu mày này nọ kia, mà nó sẽ phải là dựa vào chuyện này, dựa vào chuyện kia. Ví dụ ha, sinh nhật của bạn, cái nhờ vào một ngày đêm trăng,
tĩnh mịch, xong rồi dắt bạn ra bờ sông, xong ngắm trăng, xong rồi trao quà cho bạn, xong rồi nói trăng nói gió nói bóng nói gió, xong rồi hai đứa có một cái buổi hẹn tiếp theo, xong rồi làm lại tầm khoảng cỡ 5 lần nữa, sư tử nó mới nói là hay là tôi nghĩ là hai mày cũng hợp á, hai đứa mình cũng hợp nhau đó, hay là hai mình thử quen đi, thử thôi nha, chứ không phải là ê tao thích mày, ê hay tao quen mày nha. Cái nếu mà nói như vậy là cung bạch dương luôn. Rồi, cái đó là về cung sư tử. Và còn về cung hoàng đạo cuối cùng của nhà lửa, đó chính là cung nhân mã. Nhân mã thì làm chủ của tháng 12. Đặc tính của những con nhân mã là rất là điên. Nhân mã nó có vấn đề gì thần kinh đó các bạn. Tôi có rất là nhiều người bạn nhân mã nha, mà đa số những người bạn nhân mã của tôi đều có vấn đề ở đây nè. Tức là họ có bị cà rỡn hoặc họ có bị vui thái quá. Một đôi chút của nhân mã sẽ đi theo kiểu hơi tự kỷ, hơi theo kiểu hơi tự im lặng một chút xíu, không có thích mở lòng ra với người khác, hơi khuôn khổ, hơi khuôn mẫu. Nhưng một số còn lại của nhân mã, nếu không như vậy thì nhân mã sẽ là người cực kỳ phóng khoáng, cực kỳ theo kiểu là điên cùng cùng. Nhưng nhân mã bị một tính là tính khuôn bị gia trưởng, dù như thế nào thì nhân mã cũng sẽ hơi gia trưởng một chút xíu. Thêm một cái, nhân mã ai cũng nghĩ là nhân mã sẽ là một kẻ đào hoa, xong rồi theo kiểu là hai tay hai cá, nhưng mà không có, hai tay hai cá là bạch dương nha mọi người. Bạch dương theo kiểu giống như là cứ thích đi chinh phục người khác, nhưng còn nhân mã là có nhiều người muốn đến cưa cẩm nhân mã, nhưng mà nhân mã thì chảnh lắm bạn. Chảnh á, theo kiểu người ta hay chửi là đĩa ngựa đó, chứ không ai chửi là đĩa cừu hết trơn á, phải là chửi đĩa ngựa đó, đúng không? Thì theo kiểu giống như là nhân mã rất là đĩ, nhân mã rất là bitchy, nhân mã luôn tỏ ra là không đâu. Nhưng mà nhân mã, một khi nhân mã đã để ý bạn rồi, mọi người đã yêu bạn rồi, thì nhân mã sẽ yêu rất là cuồng si. Và các bạn nhân mã rất là dễ bị lâm vào cái tình trạng trầm cảm khi bị chia tay, hoặc là bị vỡ mộng, hoặc là bị kiểu như bạn dễ bị suy sụp tinh thần khi mà có một cái chuyện gì đó xảy ra một cách quá bất ngờ và nó ảnh hưởng đến cái cảm xúc của bạn, thì bạn siêu dễ bị suy sụp tinh thần luôn. Để mà xét hạng ba bạn lửa trong nhà mình, đó là bạch dương, sư tử và nhân mã, thì để xem bạn nào sẽ là cái bạn mà người yêu lý tưởng á, thì nếu mà bạn thích một mối quan hệ mà bạn nắm đầu người ta được, bạn đủ giỏi để bạn nắm đầu người ta được, thì thiết nghĩ bạn nên chọn sư tử. Sư tử vừa thú vị nè, sư tử có một chút xíu trẻ con, cũng có một chút xíu dũng mãnh, nhưng mà sư tử cũng rất là dễ bảo. Còn nếu mà bạn muốn rằng là bạn có một cái người thấu hiểu mình, một người im lặng nhiều hơn là nói, hoặc là một cái người cũng sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt, một người bồ tốt, một người mẹ tốt, một người một người bạn gái tốt, hay kiểu giống như là tốt, hay kiểu giống như là họ sẽ trung trinh với bạn và họ sẽ hơi theo kiểu là quán xuyến gia đình á, thì nhân mã sẽ là một ứng cử viên sáng giá. Còn nếu mà bạn thích bad boy, ok, thì biết rằng có cái câu rằng là good boy thì ain't fun, nhưng mà bad boy thì ain't good á, thì cái kiểu giống như đó là trai nếu mà trai tốt á thì không có vui, mà trai hư á thì thường không có tốt. Nhưng mà bạn nhớ nha, bad boy thì rất là vui, nhưng mà thường thì bad boy mà thường thì rất là bad, rất là tệ á. Và đó là bạch dương thì bạn quen bạch dương thì bạn siêu vui luôn. Bạch dương sẽ đưa cho bạn qua hết cảm xúc này tới cảm xúc khác, trừ phi bạch dương nó phải là bạch dương ở một cái độ tuổi là đã đứng lại rồi, và độ tuổi đó của bạch dương nó, bạch dương đã có một cái sự suy nghĩ chín chắn rồi á, thì bạch dương mới thôi cái sự đào hoa và cái sự nóng nảy của mình lại, chứ không thôi bạch dương sẽ siêu nóng luôn. Bạch dương nó nhai đầu bạn luôn, nó nhai đầu bạn như nhai cỏ vậy đó. Cho nên là ôi trời ơi, bồ của bạch dương thì khổ lắm, nói chung là cũng áp lực á mọi người. Đó là một vài gợi ý về cung lửa. Ok, chúng ta đến tiếp tục với cung đất. Thì hệ cung đất chúng ta có cung nào đầu tiên các bạn ạ? Đó chính là cung kim ngưu. Cung kim ngưu thuộc hệ cung đất. Đầu tiên á, các bạn thấy được rằng là kim ngưu bạch dương giống như một cái, đó là tụi nó đều là gia súc và tụi nó đều có sừng. Ok, tụi nó đều ở chân quê đó, cho nên là ok, bạch dương kim ngưu. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về kim ngưu. Kim ngưu là một người rất là chân thực, thật sự chân quê, chúng ta phải nói là thật sự chân quê, rất là chân thực, thực đến nỗi là đôi khi hơi thô luôn á mọi người. Kim ngưu sẽ rất thực, thực mà thô, chứ không phải thực mà thẳng nha, rất là thô. Đôi khi kim ngưu có một cái cách nói chuyện hơi thô một chút xíu. Kim ngưu được một cái là ok, muốn gì thì nói đó, nhưng mà tôi không thích, ôi cái đó nhỉnh ghê muốn chết luôn, nhỉnh đẹp đẽ đâu đó. Kim ngưu sẽ đi theo kiểu vậy. Thêm một cái là kim ngưu có một cái đó chính là kim ngưu một khi mà đã yêu bạn á, thì kim ngưu rất là quyết liệt, kim ngưu sẽ rất là chung thủy. Đi rất là hiếm thấy những cái kim ngưu có cái nguy cơ ngoại tình cao nha. Đa số kim ngưu là những người rất là chung thủy, cho nên là bạn nào mà thích quen một mối quan hệ mà cái con bồ của mình á, mình có chia tay nó mà nó vẫn ngay á, thì đó ok, kim ngưu. Mà nếu các bạn á, một khi các bạn đã khiến cho kim ngưu không còn chung thủy với các bạn rồi á, thì các bạn nên coi lại cái nết của các bạn, hoặc các bạn nên coi lại
cái nghiệp của các bạn coi sao. Chứ thường thường á, Kim Ngưu sẽ là những người rất là chung thủy nè. Cái tiếp theo là bên cạnh cái việc là họ thẳng mà họ hơi thô, thì Kim Ngưu còn một cái nữa là họ hay cố chấp. Kim Ngưu rất là hay cố chấp, họ cố chấp trong rất là nhiều thứ. Và cái sự cố chấp mà của họ sẽ khiến cho người đồng hành, những người bạn, những người yêu của họ sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Bởi vì Kim Ngưu luôn luôn cho rằng là mình á là đúng. Mình kiểu như cái con, cái đầu bò á, kiểu kiểu vậy á, ngu như bò là vậy đó, cái đầu bò á. Kim Ngưu sẽ có cái tôi rất là cao, và đôi khi bạn muốn chỉnh đầu của Kim Ngưu thì rất là khó, trừ phi bạn phải đánh nó mấy roi thì nó mới đi được đúng cái đường đó. Thì kỹ á, Kim Ngưu phải là để cho Kim Ngưu tự nhận ra cái sai của bản thân, từ cái việc Kim Ngưu phải tự vấp ngã. Thì trong tình yêu cũng vậy, để mà gọi là để mà định hướng Kim Ngưu đi một cái đường nào đó thì trời ơi khó lắm. Chính Kim Ngưu phải là cái người tự đề ra cái đường đó thì ồ, họa chăng thì nó còn làm tới nơi tới chốn, chứ còn bạn mà bắt ép nó thì ôi nó như là bò nhai cỏ, dồn nhàm nhìn nó chán lắm. Tiếp, cái tính của Kim Ngưu á, còn thêm một cái mà đi cảm thấy rất là ok, đó chính là Kim Ngưu rất là biết cách chi ly. Kim Ngưu rất là biết cái cách là quán xuyến về mặt tiền bạc, biết cách nha, không đồng nghĩa với cái việc là các bạn ấy sẽ giữ tiền tốt nha mọi người. Rất là biết cách quán xuyến những cái đồng tiền đó. Cái sự quán xuyến này sẽ chia thành hai vấn đề. Cái tích cực á, thì sẽ thấy là họ rất là biết cách bỏ tiền vào đúng chỗ đúng lúc, tức là họ cũng rộng rãi, nhưng cái rộng rãi của họ là đúng chỗ đúng lúc. Nhưng đôi khi phải nhìn vào một cái mặt xấu hơn là họ rất là keo kiệt và bủn xỉn. Họ cho cái gì thì cũng có cái lý do của họ hết, chứ không phải là tự nhiên nó cho mình đâu. Đó là Kim Ngưu. Và Kim Ngưu một khi mà yêu rồi là mụ mị lắm bạn. Mụ mị lắm, không bao giờ dứt ra được đâu. Và nó rất là chung thủy, nhưng mà Kim Ngưu không thể hiện cái tình cảm đó ra một cách quá sức mướt nha. Rồi Kim Ngưu vẫn sẽ âm thầm một cách trung thành ở bên cạnh bạn, nhưng mà sẽ không có những cái lời nói yêu đương thấm thiết, sẽ không có này nọ kia kia một cách quá là mặn nồng. Nhưng mà Kim Ngưu sẽ giống như là ấp. À, nhớ tới một câu thơ kiểu đó là tình trong như đá mà mặt ngoài còn e. Đó là kiểu là bên trong là yêu lắm nha, nhưng mà bên ngoài là có khoảng cách thôi. Cũng nói chung hai mình tới đó thôi, là dễ dàng thôi, chứ không có âu yếm quá, chứ cũng không có nói những lời mật ngọt lắm. Đó chính là Kim Ngưu. Tiếp theo đó chính là Xử Nữ. Thì Kim Ngưu làm chủ ở cung tháng 5, còn Xử Nữ thì làm chủ ở cung tháng 9. Thì những cái bạn nào á thuộc cung Xử Nữ á thì bạn ấy sẽ bị một cái tính là tính độc đoán. Xử Nữ rất độc đoán, cho nên rằng là để mà cưa cẩm Xử Nữ á, là Xử Nữ sẽ bị một cái là Xử Nữ phải xem bạn có phải là hợp nhãn Xử Nữ hay không. Nếu hợp nhãn Xử Nữ á, bạn sẽ được cộng một điểm, còn nếu bạn không phải là hợp nhãn Xử Nữ thì Xử Nữ sẽ cho bạn qua một bên. Ok, thường Xử Nữ bị định kiến, một khi mà Xử Nữ không thích cái gì rồi á thì bạn có cố gắng cỡ nào nó vẫn sẽ không thích bạn luôn á. Thì kia là bạn có cố gắng làm bao nhiêu việc tốt, có cố gắng chinh phục nó thế nào thì cũng rất là khó làm lung lay và xoay chuyển được cái định kiến của bản thân con Xử Nữ đó. Tiếp tục á là Xử Nữ bị cầu toàn. Khi mà bước vào một cái mối quan hệ tình yêu á, Xử Nữ rất là mơ mộng. Xử Nữ muốn là cái chuyện tình của mình nó phải như thế này nè, mình đám cưới là phải chỗ này chỗ nọ chỗ kia. Nói chung mới quen nhau thôi mà như là xác định 10.000 năm luôn. Bạn chỉ mới quen nhau cỡ 1 tuần 2 tuần thôi mà Xử Nữ đã nghĩ đến cái chuyện mình cưới rồi mình đặt tên con là cái gì anh ha, rồi mình cưới rồi mình đi tuần trăng mật đâu em ha, rồi mấy mốt mình già rồi chắc con mình vậy nè ha mọi người ha. Đó thì kiểu giống vậy đó. Nói chung là Xử Nữ rất là lo, rất là xa, và bị tiểu tiết và bị cầu toàn. Muốn cái gì á, Xử Nữ là muốn là một khi đã đánh là phải thắng, một khi đã quen là phải cưới, một khi đã tiến tới là phải dính luôn. Chứ không có cái vụ mà quen chơi, chứ không có cái vụ mà quen để tìm hiểu, chứ không có vụ mà soulmate. Ok, không có vụ soulmate gì đây, không có vụ mà gọi là sao, soulmate gọi là sao, người tri kỷ, không có vụ tri kỷ rồi xong làm bạn trips, cũng không có cái vụ đó nha. Không có friend with benefit luôn. Nếu mà Xử Nữ, nếu mà cho bạn á, nếu mà bạn có một Xử Nữ mà Xử Nữ đó đã từng có một mối quan hệ friend with benefit với một ai đó, thì các bạn phải hiểu được là cái người mà friend with benefit mà Xử Nữ join in vào đó, là Xử Nữ cho phép cái điều đó xảy ra. Ok, chắc là ở đây đi cần phải lý giải một chút xíu về cái từ friend with benefit. Nếu mà dịch ra một cách nghĩa đen thùi lùi của nó nghĩa là bạn với lợi ích, bạn bè trong lợi ích, theo kiểu giống vậy á. Nhưng mà nếu mà dịch một cách thoát nghĩa hơn thì chúng ta có thể hiểu đó là vẫn là những cái mối quan hệ bạn bè, nhưng mà nó có cả một chút xíu về sex, một chút xíu về tình dục trong đó, thì kiểu là vẫn không phải là người yêu nhưng mà là bạn tình á, theo kiểu giống vậy á. Thì người ta sẽ dùng cái cụm từ là friend with benefit. Thì
nếu mà sự nữ đã cho phép bạn join in vào cái mối quan hệ là friend with benefit với sự nữ thì chắc hẳn trong đầu sự nữ lúc đó đang tự mị bản thân lắm. Tự mị theo kiểu là rồi thì mình sẽ hoán đổi cái mối quan hệ này trở nên tốt hơn, rồi mối quan hệ này sẽ có một cái bậc tiến đẹp hơn, rồi mối quan hệ này sẽ có đám cưới, rồi hai mình sẽ đi đám cưới chỗ này anh ha, rồi hai đứa mình đặt tên con là thế này anh ha, là thế kia nha. Nói chung là sự nữ luôn luôn cầu toàn và nghĩ rất là xa và hay bị mị chính bản thân mình á. Chỉ có một cái á, là sự nữ được cái này là đi cảm thấy hay, đó là sự nữ hơi kén chọn. Cái sự kén chọn của sự nữ đó là cái sự kén chọn có chắc lọc, bởi vì sự nữ muốn là một khi mà đã tiến đến với ai là phải dính luôn. Như đi nói, một khi mà sự nữ đã muốn tiến đến ai rồi là sự nữ muốn gọi là đóng cọc luôn, chứ không có gọi là ngoáy nổ trôn, không có thích, không có thích, sự nữ không có thích vậy đó. Thân em như quả mít xù xì đó, da nó xù xì muối nó dày đó, quân tử có thư thì đóng cọc chứ đừng, chứ đừng mân mó nhựa ra tay đó. À, cái bài thơ của bà chúa thơ nôm đó mọi người. Rồi thì đó chính là kiểu của sự nữ á, sự nữ. Và sự nữ nha, cái kiểu của sự nữ là trời ơi, mặc dù chưa trải qua một chuyện tình nào hết thì bạn nhìn vô sự nữ á sẽ có cái nét rất là đỉ. Cái đỉ của sự nữ theo kiểu là làm như là tao rất là rành về cái đó luôn, làm như tao biết cái đó rõ lắm luôn á. Thì là sự nữ rất là rành rọt về những cái đó, nhưng mà không nha, sự nữ không phải như vậy. Như vậy sự nữ tỏ ra, sự nữ chỉ tỏ ra rằng là mình rất là bitchy, mình rất là từng trải, mình rất là gái hư, hoặc là mình rất là trai hư, nhưng mà thiệt ra sự nữ là hiền như cục bột, chỉ có cái là được cái thể hiện thôi. Ok, rồi cái con cuối cùng trong hệ nhà đất đó chính là cung ma kết. Ma kết thì bị một cái đó chính là cái sự bướng bỉnh. Khi các bạn quen với ma kết, các bạn phải chịu được sự bướng bỉnh. Và thêm một cái, ma kết đòi hỏi cái tính thực tiễn và thực tế trong một mối quan hệ rất cao. Khi mà bạn nói yêu ma kết á thì cái đồng tiền hoặc cái lợi ích trong cái mối quan hệ tình yêu đó nó cũng phải được cân đo đong đếm một cách thực sự thông minh. Nó đương nhiên theo nghĩa, tại sao đi lại nó phải là thực sự thông minh? Bởi vì một khi bạn cho quá nhiều tiền cho ma kết thì ma kết sẽ sanh hư. Ma kết cực kỳ sanh hư nếu bạn cho ma kết quá nhiều tiền. Nếu mà bạn cho ma kết quá nhiều những cái benefit giống như là chưa gì đã vội tặng quà, chưa gì đã vội làm này làm nọ làm kia mà bằng quá nhiều vấn đề về tiền bạc cho ma kết, thì đa số ma kết sẽ kiểu như là bị ăn quen nhịn không quen á, theo kiểu giống vậy. Cho nên là bạn khi mà bạn chơi với ma kết và khi mà bạn yêu một ma kết, bạn phải biết khống chế cái sự yêu thương của bản thân mình, không nên dạy hư ma kết. Còn cái mặt thứ hai á, tại sao lại phải nói là cân đo đong đếm một cái thông báo, khi mà bạn không cho ma kết một cái lợi ích trong một mối quan hệ, cái lợi ích của rất kiến. Cái lợi ích của một ma kết ở đây á là đi phải nói rằng là cái lợi ích này á không phải chỉ là về tiền bạc không đi nữa, mà nó còn có thể là các mối quan hệ nè. Ma kết rất cần những mối quan hệ thêm để là kiến thức, có thể là push up bản thân của ma kết lên, tức là làm mới, thay đổi bản thân của ma kết lên một cái tầm cao mới hơn. Rồi ma kết cũng yêu cầu rằng cái người bồ bịch của mình á nó phải có một cái tầm, nói chung là ma kết đòi hỏi khá là cao cho một cái chuyện yêu đương. Nhưng mà nói chung là nó cũng lực kén chọn, nhưng mà thôi kệ, cái nết của người ta. Được một cái là ma kết khi mà nó đã yêu bạn rồi thì nó sẽ lo cho bạn dữ lắm, nó lo như con gì đó. Nói chung là được, nó lấy tiền như bạn nhưng mà nó lo cho bạn lắm, lo cho bạn như con gì đó. Nó sẽ chắc chiêu từng đồng cho bạn luôn chứ nó không có xài phí đâu đó. Thêm nữa là ma kết á, khi mà bạn á sợ rằng á bạn có một cái người yêu dù là nữ đi ha, mà bạn sợ rằng bạn không có biết cách để mà khống chế chuyện tiền bạc của bạn, bạn đưa tiền cho ma kết, trời ơi nó quản lý tiền bạn giỏi lắm, nó không bao giờ xài thâm thủng đâu nha. Và ma kết rất là sòng phẳng trong những chuyện yêu đương, ma kết cực kỳ sòng phẳng. Một khi bạn cho nó một thì nó sẽ cho bạn lại một, đôi khi là cho lại 1.5, đôi khi là cho 2, cho 3, cho 4, cho 5, cho 6, cho 7, cho 8, cho 9, cho 10 nữa kìa, chứ không phải là chỉ trả lại một không nữa. Nó cực kỳ sòng phẳng. Cho nên là bạn đừng có nhìn cái vế ban đầu là đi nói là ma kết là yêu là phải có tiền, sao bạn nói là ma kết thực dụng quá. Nó chỉ thực tế thôi, bởi vì theo đi á, không có tiền thì không sống được, đúng không? Không có tiền là không sống được. Ma kết chỉ nhìn vào cái mặt thực của một cái vấn đề là nếu tình yêu chúng ta có mà chúng ta không có tiền thì tình yêu đó cũng không duy trì được. Để cho đi một cái đánh giá sơ bộ về ba cung này để xem là cung nào đáng để yêu, để quen với nó nhất á, thì đi sẽ rất là open để có một mối quan hệ với một cái bạn cung kim ngưu. Bởi vì kim ngưu nó có một cái sự ổn định nhất định, và kim ngưu cũng có một cái độ lì nhất định, tức là bạn ấy khi mà đã tập trung một cái chuyện gì đó, bạn sẽ nhìn thấy được cái độ quyết tâm của kim ngưu rất là cao. Cho nên đây thường những người kim ngưu là những người rất là thành công trong cuộc sống nhờ cái tính kiên trì của họ. Cho nên khi mà bạn yêu đương một cái người thuộc cung tròn kim ngưu á thì ok, anyway thì sẽ rất là tốt cho bạn, bởi vì là họ sẽ luôn luôn trung trinh với những gì mà họ đã chọn nè. Còn nếu mà bạn thích vui, bạn thích một chút xíu gì đó quái gở, bạn thích một chút xíu gì đó bad boy bad guy, rồi
bad girl, bạn thích một chút xíu gì đó hơi kẻ lai, hơi bay lắc một chút xíu đó, thì ok, bạn có thể tìm đến các market, bởi vì họ là những người rất là sành sỏi trong việc ăn chơi nè, rồi cũng có thể là họ cũng biết rất là nhiều những cái thủ thuật trong cái chuyện yêu đương nữa. Để tiếp theo, lý do tại sao tôi lại nói như vậy, bởi vì market là đại diện của lá The Devil ở trong một bộ bài tarot, mà lá The Devil ở bên cạnh nó có ý nghĩa là vật chất. Nếu mà các bạn là reader, các bạn sẽ biết là lá The Devil thì có ý nghĩa là vật chất, thì nó có một ý nghĩa đó chính là cái tính dục, cái tính dục hay còn gọi là sexual á, là chuyện tình, cái chuyện mà tính dục, nói chuyện là chuyện tính dục, nó hơi phùng thực một chút xíu. Thì thường ở những cái bạn market á, bạn ấy dường như được một cái thiên phú là bạn ấy rất là giỏi trong những cái vấn đề về chuyện giường chiếu, chuyện phòng the, nói chung là market khủng khiếp, market là bậc thầy, ok không? Rồi tiếp, còn cái cung mà bạn cảm thấy là khi mà quen với nó là cũng vui nhưng mà nó hơi cực hình, do là cái tính của nó hơi lải nhải, đó chính là cung sự nữ. Bởi vì nó quá cầu toàn cho nên đôi khi sự nữ rất lải nhải, cho nên bạn phải chịu đựng được cái sự lải nhải đó thì bạn mới có thể quen với sự nữ, ok? Đó chính là những gì về cung đất. Ok, chúng ta đến với hệ cung khí. Thì khi mà nhắc đến cung khí là bạn sẽ phải tưởng tượng đến những cái đứa hay mông lung, những cái đứa rất là mơ mộng, những cái đứa rất là không hiểu rõ gì bản thân mình muốn cái gì, muốn làm cái gì, quán mối quan hệ sẽ đi đến đâu, những người lấp lửng. Và đầu tiên chúng ta nhắc đến cung khí, chúng sẽ nhắc tới cung song tử nằm ở tháng 6. Cung song tử là những cái bạn á, sẽ là bạn rất là dễ fall in love, tức là bạn rất là dễ bị rung động trong cái chuyện tình yêu, nhưng mà nó dễ đến nó cũng dễ đi. Và cung song tử thường thường hay cái kiểu giống như là, nói anh phải chê, nhưng mà song tử theo kiểu giống như là hơi mau vội trong chuyện yêu đương á. Các bạn rất là dễ lấy cái cảm xúc là thích thú một cái gì đó, lấy tưởng nhầm nó lại là tình yêu, rất là dễ bị rung cảm, rất là dễ bị cảm nắng trước một cái hình tượng nào đó. Và thường những các bạn song tử là theo kiểu là như nói rồi đó, cả thèm chóng chán. Cho nên rằng là ok, anyway á, thì song tử được một cái tốt đó chính là bạn ấy rất là nồng nhiệt trong chuyện yêu đương. Khi mà bạn ấy đã thích bạn rồi á, là bạn ấy sẽ cho bạn biết là ôi trời tao thích mày lắm nha, rồi cưa cẩm đủ kiểu hết. Bạn ấy cũng là một người rất là gọi là romantic, đó là lãng mạn trong chuyện tình yêu, cực kỳ lãng mạn luôn. Nếu mà song tử là wow, chúa của sự nhầy nhụa lãng mạn. Tại sao gọi là nhầy nhụa lãng mạn? Bởi vì nó ướt át dữ dằn lắm mọi người. Song tử là rất là ướt át. Và thêm nữa, song tử là một cái người theo kiểu là đến cuối cuộc chơi rồi, song tử luôn luôn để cho mọi người nhìn thấy là song tử rời đi là có lý do, chuyện tình mây và núi là có lý do, tại sao em lại bay đi, tại sao anh lại rời đi. Nói chung song tử thì thường là một cái cung nó hơi bị đối nghịch một chút xíu. Có thể bên trong lòng bạn á là nói rằng là ồ, thiệt ra mình cũng không thích nó dữ lắm đâu, nhưng trong cái đầu bạn á, bạn cảm thấy ồ, nhỏ nó thu hút ghê ha, thì bạn sẽ đi nghe theo cái đầu của bạn là ôi, bạn thu hút quá à, tôi thích bạn quá à, tôi lỡ yêu bạn rồi, hay bây giờ mình quen biết nhau đi. Rồi song tử rất là dễ bị cảm nắng người khác, cái đó là ở song tử. Nhưng cái hay của song tử là một cái đó là khi mà song tử đã join in vào một cái chuyện yêu đương á, song tử hết mình là cái đầu tiên à. Cái thứ hai là song tử như một đứa trẻ, song tử sẽ luôn luôn làm cho bạn vui. Song tử thiếu đi một cái, đó chính là thiếu đi cái sự bảo bọc, cái sự đùm bọc cho bạn, song tử sẽ không thể đem cho bạn một cảm giác là ừ, an toàn thì ở bên bạn đó, nhưng mà bạn sẽ có cảm giác rất vui, bạn sẽ cảm giác ở bên song tử là cả ngày bạn có thể cười điên luôn á, nhưng mà lại thiếu đi cảm giác an toàn. Cái cảm giác an toàn nó cực kỳ quan trọng, nên đó là các mối quan hệ của song tử á, trừ phi cái cung song tử đó họ phải nhận ra được cái điểm yếu của họ rồi và họ cố gắng thay đổi nó, hoặc là trong chính cái mối quan hệ đó song tử đó được kết hợp với một cái cung khác có cái độ an toàn cao á, thì song tử đó và cái cung đó sẽ khiến cho mối quan hệ nó đi lâu dài được. Cái tiếp theo ở cung song tử mà đi thấy là khá là thú vị, đó là mỗi ngày đối với một song tử là một chương mới. Cho nên khi mà bạn đã bắt đầu một mối quan hệ với cung song tử, một cái relationship với cung song tử á, thì bạn sẽ ít khi bị cảm giác giống như là chán trường, bạn sẽ ít khi bị cái cảm giác là ôi nhạt nhẽo, không có. Song tử sẽ luôn luôn làm cho bạn cảm thấy ở mỗi ngày là một điều vui, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, ngồi cánh móng tay và nghĩ lại đời đó, thì kiểu giống vậy đó. Thì song tử nó luôn luôn làm những chuyện khùng, chuyện điên mà. Thêm một cái là song tử các bạn rất là khó nắm bắt được cái tâm tư tình cảm của nó, cái mạch tình cảm của nó bị ảo. Bạn luôn luôn cảm thấy là song tử có cái gì đó hơi diễn. Trong cái chuyện tình yêu á, song tử luôn luôn muốn mọi thứ perfect, luôn muốn mọi thứ hoàn hảo, luôn luôn mọi thứ phải chỉnh chu, đâu vào đó nó khớp, nó ăn rơ với nhau. Nhưng mà đôi khi nó bị thái quá, đôi khi nó bị hoàn hảo một cách thái quá, thì người ta sẽ cảm thấy song tử có gì đó hơi diễn, cái chất song tử nó hơi diễn trong cuộc sống thường ngày. Và thường song tử cũng hay bị lúng túng khi mà gặp một vài vấn đề về tâm lý, và song tử cực kỳ dễ bị trượt dài theo cái chiều tâm lý tiêu cực.
Cho nên là khi mà song tử đã chia tay một ai đó là song tử dễ bị chìm vào tâm lý tiêu cực đó, rồi hay bị một thứ được gọi là ăn mày quá khứ. Song tử cực kỳ ăn mày quá khứ luôn các bạn. Nhưng mà các bạn yêu một song tử cũng khá là thú vị. Cái tiếp theo của cung khí đó chính là cung thiên bình. Rồi nhắc tới cung thiên bình không phải gì, là cái cung của tôi. Rồi tôi không nói xấu. Đầu tiên tôi sẽ nói xấu cái cung của tôi một cái là kén cá chọn canh. Thiên bình cực kỳ kén chọn. Nhưng mà thiên bình mở miệng ra sẽ luôn có một câu là trời ơi thiệt á, ngồi ế đợi người ta tới mà tại sao mà người ta không tới đây, kiểu như là hello anh, em ngồi đợi đây từ chiều đây, kiểu giống vậy đó. Nhưng mà đến khi mà có người tiếp cận thiên bình á thì thiên bình sẽ soi mói đủ điều, theo kiểu là thiên bình sẽ soi mói một trong những cái yếu tố sau đây. Thiên bình sẽ có một cái list check ra rằng bạn người này có đủ tiêu chuẩn mình không, rồi check. Nhỡ đâu mà bạn đó có 10 điều ấy ha, 10 điều mà 8 điều đạt tiêu chuẩn thì không nói, mà lỡ đâu 6 điều hoặc 7 điều đạt tiêu chuẩn thì mình cũng cho ao, tại nó không khiến cho Thiên Bình cảm thấy thoải mái, mà nhiều khi là 8 điều luôn mà Thiên Bình cũng không cảm thấy thoải mái thì bạn cũng ao. Ok, Thiên Bình là một đứa hơi cảm tính trong chuyện yêu đương và tình cảm. Thêm một cái Thiên Bình á, bị một cái đó là Thiên Bình hơi phiền. Khi mà trong một mối quan hệ yêu đương thì mình rất là làm phiền người khác. Cái phiền người khác là Thiên Bình rất hay bám víu vào cái mối quan hệ. Tức là Thiên Bình luôn muốn rằng là khi mà yêu là 100% sẽ phải kề cận sát một bên. Thiên Bình luôn muốn dính liền với bạn, với người yêu mình như là cái đuôi vậy đó. Ok, nhưng mà khi mà bạn ở với một Thiên Bình ấy, bạn sẽ không phải lo những thứ này, đó chính là không cần phải lo cơm áo gạo tiền, không phải lo trời đất có sụp xuống thì bạn ở kế bên một cạnh Thiên Bình á, kế cạnh một Thiên Bình á thì bạn sẽ cảm nhận được cái sự an toàn là trên hết. Thiên Bình sẽ luôn lo cho bạn, nâng gót sen bạn đi từng bước một. Nói chung là khi mà nó đã thích bạn rồi là hả, bạn chạy trời không khỏi nắng đâu, nó thích bạn cực kỳ luôn. Và Thiên Bình thêm một cái là nó bị mù quáng trong cái chuyện yêu đương á. Có thể rằng là bạn làm điều đó không tốt, bạn bè bạn phản bội bạn, hoặc là không cần biết là bất kỳ điều gì, nhưng mà Thiên Bình sẽ bị mù quáng trong chuyện yêu đương. Chỉ cần bồ cất lên một tiếng là em đừng chơi thằng đó, thằng nó không tốt đâu, thì chắc chắn Thiên Bình sẽ không chơi với bạn đó nữa. Ví dụ như ha, là bạn nói xấu bồ nó thì nó sẽ bảo vệ bồ nó, và nó sẽ sẵn sàng chia tay bồ nó, sẵn sàng dừng mối quan hệ với bạn để tiếp tục với bồ của nó. Nói chung là Thiên Bình là một cái người nó hơi nịnh bồ một chút xíu, và có thể là hơi theo kiểu hơi bi lụy một chút xíu. Nhưng Thiên Bình sẽ có những cái điểm hay ho sau đây, là khi trong một mối quan hệ Thiên Bình luôn luôn cân bằng được giữa những cái sự an toàn và những sự nguy hiểm. Thiên Bình không phải là một cái người ưa nguy hiểm quá, nhưng mà Thiên Bình cũng là một cái người rất sáng tạo trong những cái chuyện yêu đương. Tiếp tục đó là Thiên Bình cũng là một cái người ưa cái sự truyền thống và cũng ưa cái sự chắc chắn. Nên đa số những các bạn Thiên Bình á luôn luôn xác định rằng là đây là người cuối cùng của ta rồi, nhưng mà chưa chắc là nó là người cuối cùng nha. Bởi vì Thiên Bình có rất nhiều vệ tinh. Thiên Bình có thể là nó xấu, nhưng hỡi ơi đất hỡi thì nó có rất là nhiều lựa chọn, chẳng qua là nó không lựa thôi, hoặc là nó không chọn thôi, hoặc nó chọn rồi mà nào nó không thích rồi nó bỏ thôi. Khi mà bạn cho đi một mối quan hệ với Thiên Bình á thì cái tốt đó chính là Thiên Bình sẽ cân bằng được bạn với cảm xúc. Thiên Bình sẽ đẩy mạnh bạn lên một tầm cao mới, mở rộng ra cho bạn các mối quan hệ, bởi vì mối quan hệ với Thiên Bình cực kỳ rộng luôn. Thêm một cái là bạn khi mà bạn chơi Thiên Bình á, bạn cũng không có sợ buồn, bởi vì Thiên Bình cũng rất là hài hước, rất là vui vẻ, rất là hóm hỉnh. Nhưng mà Thiên Bình một cái đó như đi nói là nó không có làm chủ được bản thân nó bị sa đọa cái kiểu gì á. Và sao nữa, Thiên Bình bên cạnh cái việc điểm tốt á là nghĩ ra được nhiều trò mới nè, rồi cũng cái điểm tốt thứ hai của Thiên Bình á đó chính là việc mà Thiên Bình rất là có cái khiếu trong cái việc rằng là nắm bắt tâm lý của người khác. Cho nên đó là khi bạn yêu một Thiên Bình mà không cần phải nói nhiều, Thiên Bình rất là tinh tế thì mình sẽ hiểu bạn hết. Chẳng qua là Thiên Bình có lúc này lúc khác, lúc nắng lúc mưa, nó có thể là sáng thì nắng, trưa thì mưa, tối thì hơi lâm râm rào rào. Cho nên rằng là Thiên Bình khó có thể nắm bắt được cái tâm lý của một cái bạn Thiên Bình lắm. Cái cung cuối cùng trong bộ khí đó chính là cung Bảo Bình. Cái cung Bảo Bình này thì bạn yêu đương Bảo Bình này cũng khá là hay. Bảo Bình cũng sẽ rất là trung thủy, nhưng mà Bảo Bình một cái là khi mà Bảo Bình đã hết trung thủy rồi á thì Bảo Bình sẽ rời khỏi bạn. Bảo Bình ít khi nghĩ tới cái kiểu giống như người ta sẽ nói là yêu đương nha, người ta có cái tình thì phải có cái nghĩa đúng không, thì Bảo Bình chỉ cần biết tới cái tình thôi. Còn cái nghĩa đôi khi đối với Bảo Bình này nó bị cơ nhẹ hơn một chút xíu. Bảo Bình thì hơi bị gấp gáp, là hấp tấp. Cái gấp gáp của Bảo Bình đó chính là Bảo Bình muốn nhìn thấy cái kết, muốn nhìn thấy cái kết ngay từ những ngày đầu tiên. Bảo Bình phải nhìn bạn thì nghĩa là có phải là một ứng viên sáng giá cho cái kết của Bảo Bình hay không. Thay kiểu giống như Bảo Bình sẽ mua sẵn một cái đôi giày và bạn là người đến thử cái đôi giày đó. Khi mà bạn mang vừa đôi giày đó thì Bảo Bình sẽ check tới những cái thứ khác, như là trang phục của bạn có phù hợp đôi giày đó hay không, nét mặt bạn phù hợp hay không. Nói chung là Bảo Bình sẽ có một cái chuẩn mực để cho bạn
ướm vô cái chuẩn mực của Bảo Bình một chút xíu đôi chút về Bảo Bình ha. Bảo Bình là những cái người đôi khi hơi ích kỷ một chút xíu, hơi vị kỷ một chút xíu. Bảo Bình hơi nghĩ về bản thân chút xíu. Bảo Bình thì kia là Bảo Bình muốn á là bạn phải lo cho Bảo Bình nhiều hơn, muốn Bảo Bình trở thành một cái đứa bé nhỏ nhỏ nhắn nhắn trong lòng tay yêu đương của bạn, rồi bạn sẽ lo lắng cho Bảo Bình thì kia giống vậy á. Ở bên một cạnh Bảo Bình thì bạn sẽ cảm nhận được cái việc là bạn luôn có cảm giác tươi vui, bạn luôn luôn có cảm giác là bạn sẽ được che chở cho một cái người nào đó, nhưng mà bạn sẽ không có cảm giác an toàn. Nhưng mà Bảo Bình thế kia là bởi vì nó là cung khí á, cho nên nó lúc này lúc khác mà cái cảm xúc của Bảo Bình á thì đương nhiên là sẽ luôn luôn có những cái sự tiêu cực, do là cái Bảo Bình nghe Bảo Bình Bình là nước thì nghe rất là ướt át, nhưng Bảo Bình rất là ướt át. Thêm một chút xíu về cái Bảo Bình thì Bảo Bình thì cũng rất là chung thủy, nhưng mà khi mà một khi nó không chung thủy rồi thì á là bạn có níu chân nó cỡ nào nó cũng hoa lại đâu. Để mà nó đi đem lên trên bàn cân để mà cân ba cái cung này á, để xem bạn nào là bạn thú vị á, thì không phải là bởi vì tôi là cung Thiên Bình mà tôi đề cao Thiên Bình đâu nha, nhưng mà bởi vì Thiên Bình có đủ những cái thú vị của Song Tử và cũng có được đủ những cái an toàn của chính bản thân nó. Cho nên nếu mà bạn có một người bạn là cung Thiên Bình thì ok, bạn tu 10 kiếp mới có đó. Ok, nói chung là không phải là tôi tung hứng tôi đâu, nhưng mà thực sự là nếu mà bạn quen một bạn Thiên Bình á thì Thiên Bình sẽ kiểu giống như là rất là hiểu bạn, và luôn luôn Thiên Bình sẽ luôn luôn make sense với bạn, sẽ luôn có một cái sự đồng điệu với bạn, và Thiên Bình luôn luôn sẽ khiến cho bạn nâng bạn lên. Thiên Bình sẽ nâng bạn lên một cái tầm cao mới, và Thiên Bình sẽ cũng rất là chung chinh với bạn. Còn nếu mà bạn thích một cái cảm giác giống như là quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ thì ok, Song Tử. Song Tử là những chàng trai, những cô nàng rất là hăng hái đó, rất hăng hái vì tổ quốc nha mọi người đó. Thì bạn quen với Song Tử nếu mà bạn thích thì kể quay ngược thời gian trở về tuổi thơ. Còn nếu bạn thích rằng một câu chuyện tình ướt át như Romeo Juliet thì Bảo Bình quá sáng. Bảo Bình là một vai diễn tròn dành rõ chữ, một vai diễn sáng giá cho cái gia cho cái vở kịch đó luôn á. Đó chính là những nhận định về cung khí. Ok, cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến với cái nhóm cung cuối của 12 chòm sao, đó là nhóm cung nước. Ok, đầu tiên thì nghe tới nước là các bạn sẽ biết là tình cảm sướt mướt, rồi xong rồi sẽ có những cái màn cầu hôn linh đình, rồi sẽ là rất là romance, rất là mấy cái con mắm thì kiểu giống như là bánh bèo rồi đó. Ok, thì nó là đa số là tập trung sẽ vào cung nước hết đó. Thì đầu tiên cung nước chúng ta sẽ nói tới cung cự giải. Thì cự giải bên ngoài bạn sẽ cảm thấy là chắc là mạnh mẽ lắm đây, chắc là khó chinh phục lắm đây, nhưng không, bạn cương cái là cự giải đổ đó. Thiệt. Và cự giải là một trong những cái cung có cái nguy cơ ngoại tình rất là cao nha các bạn. Bởi vì cự giải á không có kiểm soát được cái cảm xúc của bản thân, không có kiểm soát được cảm xúc bản thân. Thật sự cự giải là thấy đứa nào đáng thương là lại thương đứa đó. Ok, thấy đứa nào đáng thương là thương đứa đó thôi, cho nên rằng là rất là khó kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Nhưng mà cự giải được một cái là cự giải rất là biết cách chiều lòng cái người bạn cự giải trong một mối quan hệ. Cho nên là khi mà bạn tiến tới một mối quan hệ với cái con cua đó thì con cua đó cũng sẽ là một cái món ăn rất ngon cho bạn, bởi vì nó sẽ chiều lòng bạn theo kiểu chiều lòng thực khách đó mọi người đó. Nhưng mà bạn biết rồi đó, cua thì có thêm một cái nữa là gì? Ngang ngược. Cự giải trong các mối quan hệ rất ngang ngược, và trong chuyện yêu đương cũng vậy. Cự giải luôn luôn muốn sắp xếp sẵn ra những cái con đường mà cự giải muốn đi, và hướng cái người bạn của cự giải đi theo cái con đường cự giải. Ít khi cự giải nắm tay ai để đi theo người đó lắm, mà là dắt người đó đi theo mình nhiều hơn. Nên đó, nếu mà bạn thích là bạn là một tấm thân bèo gửi, một tấm thân của một loại cây ẩn trú nào đó, thì ok, bạn nhờ cự giải là ok, bạn ở bên cự giải bạn sẽ cảm thấy là rất an toàn, bởi vì cự giải sẽ luôn luôn đưa bạn đi theo cái cách của cự giải, và bạn không cần phải vận động não quá nhiều. Ok, nên thật ra là cự giải bị một chút xíu hơi gia trưởng nè, hơi thể hiện. Khi mà bạn có một người yêu là cự giải thì nó rất là chăm chuyên, nó chăm chuyên trong mọi chuyện luôn. Có thể là bạn nó là nam, nhưng mà nó cũng biết cách nấu ăn nè, biết may vá, biết dọn dẹp. Chỉ có một cái là cái đôi bề ngoài thôi các bạn, còn bên trong thì nó hơi bừa bộn một xíu. Và cự giải thì rất là dễ xúc động, rất là dễ rung cảm, rất là mềm lòng, rất là oh my god, kiểu giống vậy, rất là yếu đuối rồi. Nhưng mà bên trong thì còn bên ngoài thì tỏ ra không có nghe, trời chỉ thẳng à, chỉ thẳng à, rồi cứng lắm á, không có đâu. Nhưng mà thiệt là bên trong là ha ha mấy má hay kiểu giống vậy đó. Rồi cái cung tiếp theo á mà đi muốn nói tới trong cung nước á, đó chính là cung bò cạp nè, con thiên yết á, con bò cạp. Thì ai mà quen với bò cạp, nhưng mà bò cạp là nữ á nha, thì ôi trời ơi lạy chúa tôi, thì bạn phải chịu được cái tính ghen của những cái cung này. Ghen khủng khiếp, ghen cực kỳ, ghen muốn chết, ghen đáo để. Ghen, tao nói là ghen từ sáng sớm tinh mơ mà lơ thơ đến chiều tối,
ghen mà hả, hối hả, ghen xả xả vô mặt người ta, mà ghen hả mà người ta muốn chết lên chết xuống, ghen xuống là hối vẫn còn ghen, mà ghen lên trời vẫn còn ghen tiếp nữa, theo kiểu như vậy đó. Là cái con cung mà bạo cảm nó ghen dữ lắm. Nói chung bạo cảm là khi bạn yêu rồi bạn phải chấp nhận được cái sự ghen của nó. Thêm một cái là bạo cảm bị một cái là bị đàn anh đàn chị á, cho nên là bạo cảm chỉ muốn bạn là của nó thôi. Bạo cảm có cái tính sở hữu rất là cao, cho nên là ok anyway là khi mà bạn quen một bạo cảm bạn sẽ chịu được là cái tính đó, là nó luôn muốn biết rằng là bạn đang đi đâu, đi với ai, làm cái gì, khi nào về, tại sao không cho nó đi theo. Nói chung là bạn luôn cần phải khai báo, khai trình một cái rất là rõ ràng cho cái cung bọ cạp. Thêm vào đó là cung bọ cạp thì kiểu là tình cảm của họ rất là nhiều. Có thể nếu mà họ là nữ ha, mà bạn là nam mà bạn đang gặp một cái vấn đề gì đó, họ sẵn sàng đứng ra giải quyết cho bạn. Họ rất là trương phi, họ rất là hào hiệp, họ có cái gì đó rất là khẳng khái trong cái chuyện ăn nói của họ, họ là đao to búa lớn. Nhưng mà đây là những cái con người cũng rất là nhạy cảm, có thể là nhìn bên ngoài thì nhìn họ giống như hàng tôm hàng cá, nhưng mà không, không đâu. Những người mà thuộc cung thần nông, những người thuộc cung bò cạp có thể nhìn họ hơi cục mạch, họ hơi hàng tôm hàng cá bên ngoài bằng cái miệng gì thôi, chứ thiệt là bên trong là rất là mềm yếu, cũng giống như con cua vậy đó, cũng rất là sức mướt. Thêm vào đó thì là những cái bạn này á, là những cái bạn rất yếu tâm lý, cho nên á bạn rất là khó tin người khác, khó đặt lòng tin vào người khác, cho nên mới là hay ghen. Một khi trong các mối quan hệ các bạn đã đủ niềm tin vào nhau rồi thì các bạn không còn cái chuyện ghen nữa, bởi vì là cái chuyện ghen là dẹp bỏ á. Ok không? Rồi cái điều tiếp theo đó chính là cái cung cuối cùng của cung nước, đó là cung song ngư. Khi mà bạn yêu một cung song ngư thì bạn phải chấp nhận một cái vấn đề là đôi khi bạn không biết là cung song ngư đang nghĩ cái gì, và cung song ngư nó bị lấp lửng. Song ngư thì là hay cái kiểu là mất rồi thì mới quý. Trong lúc mà yêu đương thì song ngư ok, song ngư cũng hưởng ứng bạn đó, nhưng mà thì kiểu là song ngư sẽ hơi lơ thơ một chút xíu, song ngư không có hùa theo bạn, song ngư cũng không có thể hiện quá nhiều những cái tình cảm đó. Có thể là một mình bạn với song ngư thì song ngư sẽ hơi sức mướt một chút xíu, nhưng mà thường song ngư sẽ theo kiểu là mất rồi thì mới biết tiếc. Và thường theo kiểu là song ngư cũng luôn tạo cho người bạn của song ngư á một cái cảm giác hơi không an toàn. Thật ra đây là chính là cái chủ đích của con song ngư luôn á. Tại sao lại là tạo ra cảm giác hơi không an toàn, là người ta, nó luôn muốn cho người ta thấy là nó không phải chỉ có một mình mày, nó có rất nhiều người, nên mày phải biết trân trọng nó, mày phải biết quý nó đi. Ở bên cạnh nó là một phúc ân, nó là một ân huệ đó, theo kiểu giống vậy. Thì song ngư theo kiểu như thế. Nhưng mà song ngư được một cái á là song ngư rất là tỉ mỉ, song ngư rất là quán xuyến trong những cái chuyện gia đình, trong những cái chuyện mà theo thùa mai giá, rồi trong những cái chuyện rất là cung tặng tôn nữ đó, nói chung là gọi là cầm kỳ thi họa rồi đó, nói chung là những cái chuyện về nghệ thuật, những chuyện về sửa soạn ăn uống rồi, song ngư là best, trời ơi best, thánh best luôn. Nói chung bạn chỉ cần liên hệ một con song ngư thôi là bạn sẽ có tất cả những thứ đó. Nhưng mà như vậy đó, song ngư bị một cái là bị mập mờ trong tình cảm, cho nên rằng là nếu mà bạn quen song ngư thì bạn cũng luôn luôn kiểu như là trong tình trạng là ủa hai mình có đang quen nhau không. Ok, tổng hợp lại thì có ba cung này á, nếu mà để cho lời để mà nói toàn bộ lại hết á, nói toàn bộ lại hết tất cả từ đầu đến cuối á, thì đi cảm nhận á là cái cung mà đi muốn có một cái sự trải nghiệm thử nhất đó chính là cung cừu giải. Bởi vì cái cá tính của cung này rất là rõ ràng, họ mạnh mẽ và họ luôn luôn muốn bạn đi theo cái cách của họ, cho nên chắc chắn là khi mà cừu giải đã xác định bạn là ai rồi á thì nó sẽ kéo bạn đi theo cái đường đó. Khi mà đã xác định bạn sẽ là người bạn trăm năm cừu giải chẳng hạn, thì cừu giải sẽ luôn luôn hướng bạn tới cái đích đó. Còn nếu nó chỉ bạn là bạn bè thôi, hoặc là đã người yêu bình thường thôi, thì nó cũng chỉ cho bạn ở một cái hạn mức như thế thôi. Còn nếu mà bạn thích một cái tình giống như là tràn đầy nước mắt, tràn đầy hy vọng, niềm tin, thì ok, song ngư sẽ là một cái mối quan hệ hết sức là thú vị, bởi vì bạn sẽ luôn luôn phải bỏ rất là nhiều cảm xúc, rất là nhiều tình cảm vào trong cung song ngư. Và như đi nói là song ngư là mất rồi mới tiếc, và luôn luôn tạo cho người ta cảm giác như là không an toàn, kiểu là chỗ chị danh giá đó như mấy đứa ở bên cạnh chị mới dễ đâu nha. Rồi cái tiếp á là cung cuối cùng là cung bọ cạp. Tại sao bà đi lại xếp bọ cạp cuối cùng, mặc dù bọ cạp cũng rất là tốt, nhưng mà đi không thích những người có tính ghen. Thật ra cái ghen cũng ghen á, đôi người nói là ghen chính là một trong những biểu hiện của chuyện yêu, thì nó có yêu mới có ghen, ok tôi đồng ý. Nhưng mà ghen nó là bản năng, còn khống chế cái ghen đó là kỹ năng. Thì khi yêu chúng ta cần rất nhiều kỹ năng, ok. Cho nên là đi rất là đánh giá cao những bạn nào có cái khả năng kiềm chế những cái sự ghen tức của mình lại đó. Thì sơ bộ về những cái cung hoàng đạo nó là như thế. Nếu mà các bạn cảm thấy đúng hay không đúng về bản thân mình á, các bạn có thể comment xuống phía dưới cho Đi biết ha. Và trong khoảng thời gian sắp tới thì Đi sẽ làm những cái linh tinh chị tâm linh về tarot chắc chắn rồi, bởi vì Đi nhìn thấy rất là nhiều bạn ngồi nhắc Đi là ô còn cái này còn cái kia còn cái nọ. Trời ơi, Đi tức ghê á, cái đèn của Đi lại bị hư nữa rồi. Ok, Đi quay lại đây. Thì Đi hồi nãy đang nói lỡ dở là trong thời gian sắp tới thì Đi vẫn sẽ làm linh tinh chuyện tâm linh về, giống như là nội dung của bộ hoàng gia, rồi nội dung của
bộ ẩn chính chắc chắn là sẽ có những clip đó thôi, cho nên là các bạn cứ bình tâm mà đợi chờ nha, chứ đừng có gọi là tưởng là đi quên, không có quên đâu. Nói chung là đã lên lịch quay là chắc chắn sẽ nói là quay đó. Ok, còn bây giờ thì cái clip của Đi cũng đến đây cũng là rất là dài rồi, cho nên là Đi sẽ off clip tại đây. Rất là cảm ơn bởi vì mọi người đã lắng nghe Đi từ đầu đến cuối rồi, và nếu mà có thể thì mọi người có thể bấm like và share hoặc là subscribe kênh cho Đi, bởi vì những cái đó là miễn phí mà, đúng không mọi người? Những cái subscribe của mọi người sẽ là những cái nguồn động lực rất lớn cho Đi á. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong Đi ta đó tâm sự của người lạ tập tiếp theo. Bye bye.